tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, chỉ tiếc là các chân sút của đội tuyển Bỉ đã không thể tận dụng được cơ hội của mình. Tiếc nuối là điều mà các phóng viên VTV đã ghi nhận được sau trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Bỉ. Hai đội bóng lớn là Bỉ và Croatia đã phải loại nhau, tạo ra hai chiều cảm xúc, và chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của các cầu thủ sau trận đấu. Người ta hay ví chúng tôi là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ. Cùng thời tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi, thế nhưng chúng tôi lại chưa có được thành quả tốt ở các giải đấu lớn. Chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ giỏi, hy vọng họ sẽ thành công. Một trận đấu khó khăn, chúng tôi chỉ biết tự trách mình vì đã phung phí quá nhiều cơ hội. Đó sẽ là bài học lớn cho chúng tôi. Một trận hòa may mắn của chúng tôi trong một thế trận mà đội tuyển Bỉ đã chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tôi rất vui khi chúng tôi đi tiếp. Trận này anh chơi tốt quá. Anh có thể lý giải lý do vì sao mà anh có thể duy trì phong độ tốt sau nhiều năm vậy không? Thực sự là tôi cũng không biết. Suốt 10 năm qua, tôi đã chăm chỉ tập luyện hàng ngày, nhìn lại những gì đã trải qua để nỗ lực hơn. Tình yêu bóng đá và tình yêu đội tuyển đã giúp tôi có được phong độ này. Hôm nay và rạng sáng ngày mai, vòng bảng World Cup 2022 sẽ khép lại với các trận đấu tại bảng G và H. Những sự chú ý sẽ được hướng về trận đấu giữa đội tuyển Ghana gặp đội tuyển Uruguay tại bảng H, một trận đấu khiến nhiều người nhắc đến kỷ niệm 12 năm về trước. Chỉ vì tình huống chơi bóng bằng tay này của Luis Suarez mà đội tuyển Ghana đã không thể có được tấm vé vào chơi bán kết ở kỳ World Cup 2010. Hôm nay hai đội sẽ gặp nhau và các cổ động viên Ghana đã mong chờ vào màn thể hiện của đại diện đến từ châu Phi trước Uruguay. Ở bảng H, Ghana đang đứng thứ hai và là đội đang có lợi thế so với Hàn Quốc và Uruguay. Tuy nhiên, để đảm bảo tấm vé đi tiếp, đội bóng của châu Phi cần phải giành 3 điểm trước Uruguay. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đại diện của Nam Mỹ cũng vẫn còn cơ hội nếu thắng. Trong trường hợp hòa, Ghana cần chờ đợi kết quả của cặp đấu còn lại giữa Bồ Đào Nha và Hàn Quốc. Ở bảng G, đội tuyển Thụy Sĩ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ghana, và nếu vượt qua được Serbia, đối thủ họ từng đánh bại với tỷ số 2-1 ở World Cup 2018, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin sẽ vào vòng 1/8. Trận đấu của bảng H sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay, trong khi các